Dạ vâng, tiếp tục là một mẫu máy giặt cửa ngang 8 kg dòng inverter tiết kiệm điện, công nghệ của Nhật đến từ thương hiệu Aqua, có model là AQD-A800FWK. Đối với cái mẫu 8 kg này thì anh chị có thể sử dụng cho gia đình từ 2 đến 4 thành viên, và máy giặt cửa ngang sử dụng giặt rất là sạch, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và thiết kế gọn, đẹp và sang trọng. Cái mẫu 8 cân cửa ngang của Aqua này giá tại siêu thị điện máy Ecomart trừ hết khuyến mại đi rồi chỉ còn khoảng nhỉnh 5 triệu thôi. Thông thường đối với máy giặt cửa ngang của các thương hiệu khác thì giá nó sẽ rất là cao. Giá sẽ dao động từ khoảng hơn 6 triệu, gần 7 triệu là rẻ nhất đối với các thương hiệu khác. Tuy nhiên thì Aqua là thương hiệu của Nhật. Thị trường của Aqua tại Việt Nam, sản xuất cho thị trường Việt Nam và bán rất là nhiều. Dòng 8 cân này là dòng inverter tiết kiệm điện, bảo hành sẽ là 24 tháng toàn bộ máy và bảo hành 10 năm là động cơ. Đối với cái dòng 8 kg này thì cái công nghệ của nó thì nó sẽ có cái công nghệ làm sạch quần áo rất là nhanh, bảo vệ quần áo tốt, lồng giặt thiết kế để giảm cái độ sờn vải, bảo vệ sợi vải. Và thiết kế của cái mẫu này thì nhỏ gọn. Đây anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Thiết kế rất là nhỏ gọn, cảm giác là máy giặt nó rất là mỏng. Đây là tem năng lượng của chiếc máy giặt Aqua này. Tem năng lượng của Bộ Công Thương này, dòng inverter tiết kiệm điện và được đánh giá là 4 sao. Chiếc máy này thì có xuất xứ là lắp ráp tại Trung Quốc. 8 kg AQD-A800F. Và mặt cửa của máy giặt này sẽ là cửa kính cường lực trong suốt, thì anh chị có thể nhìn thấy trong quá trình máy hoạt động. Và phía mặt sau của máy đây, mặt sau của máy. Và mỗi máy đi theo thì sẽ có dây cấp nước đầu vào và dây thoát nước. Về thiết kế thì máy sẽ là có hai tông màu chủ đạo là trắng và đen. Toàn bộ máy thì sẽ là màu trắng và cửa và bảng điều khiển thì sẽ thiết kế màu đen. Đây ạ. Đây là lồng giặt. Gioăng. Ở gioăng này thì nó sẽ có khả năng là tự làm sạch mặt trong và vòng đệm của cửa. Để nó sẽ tránh được cái hiện tượng bẩn, bị kẹt bẩn và nấm mốc. Quần áo giữ cho máy này sẽ giữ cho quần áo là không có mùi hôi này, máy sạch này. Đây là bảng điều khiển. Bảng điều khiển của máy này thì hoàn toàn là bằng tiếng Việt, thì anh chị có thể dễ dàng lựa chọn sử dụng kể cả người già hoặc trẻ nhỏ. Chữ thì rất là lớn. Đây. Lựa chọn vòng xoay. Vòng xoay này khi anh chị lựa chọn thì lựa chọn đến chương trình nào thì nó sẽ sáng đèn ở chương trình đó và nó sẽ hiển thị sang cái màn hình hiển thị ở bên đây để anh chị lựa chọn. Cũng đầy đủ các chương trình giặt như giặt cốt tông, giặt sợi tổng hợp, đồ hỗn hợp này. Có cả giặt diệt khuẩn và giặt đồ trẻ em, rất là phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Khi mà anh chị lựa chọn chế độ giặt diệt khuẩn, nhất là đối với các trẻ sơ sinh ấy, thì nó sẽ bảo vệ quần áo rất là tốt, nó sẽ dệt sạch hết vi khuẩn và những cái chất mà gây dị ứng đối với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ. Ngoài ra thì nó sẽ có giặt nhanh 15 phút đối với các quần áo ít bẩn. Có riêng chế độ giặt đồ len, giặt đồ jean, giặt chăn lông vũ và có riêng chế độ vệ sinh lồng giặt. Anh chị lựa chọn rất là dễ. Có chế độ hẹn giờ và khóa trẻ em này. Ngoài ra thì máy này nó sẽ có chế độ là giặt hơi nước. Giặt hơi nước thì giặt bằng hơi nước nóng này, thì anh chị có thể tùy chỉnh được nhiệt độ, tùy chỉnh được vòng vắt. Đây, và có thể ấn tạm dừng và khởi động. Rất là dễ. Đối với khay chứa nước giặt, nước xả thì đây. Khay chứa nước giặt, nước xả thì rất là dễ để anh chị cho vào này, linh hoạt. Mẫu này thì giá tại siêu thị điện máy Ecomart trừ hết khuyến mại đi rồi thì chỉ còn khoảng nhỉnh 5 triệu thôi. 8 cân cửa ngang dòng inverter tiết kiệm điện sử dụng cho gia đình từ 2 đến 4 người. Chỉ hơn 5 triệu một chút là anh chị sở hữu được chiếc máy giặt cửa ngang Aqua này rồi. Đấy, cái mẫu này thì bên em thời gian vừa rồi bán rất là nhiều, cháy hàng và vừa mới về thêm hàng thôi ạ. Và giá đang được chạy chương trình cực kỳ là tốt. Anh chị nào mà ưng mẫu này thì anh chị cứ để lại bình luận hoặc là liên hệ đến số hotline hoặc truy cập vào trang web ecomart.vn để nhân viên tư vấn kỹ hơn. Cảm ơn anh chị.